Rồi anh em chuẩn bị đến với trận thi đấu chung kết. Và thì chỉ cần hai cái điều kiện nhỏ trong một trận thi đấu, đó chính là quân đẹp và bài khỏe thôi. Và không mong gì hơn. Yes. Và đến với trận đấu chung kết. Rồi, một AC Rian. Vâng, AC Min và bên kia là hai chém. Rồi, Maxe và Kata. Zokon, và một trận đấu chung kết đang diễn ra cũng được gọi là rất cân. Và khá cân với quân trong trận đấu này, nhưng mà chúng ta là người dễ đánh hơn. Mình có thể coi là cân Kata trong map đấu này. Và AC vẫn cân với Maxe. Một bài đấu AC của game thủ tiễu. Rồi trận này mà đã có một cánh rừng rồi, nhưng không biết là chúng ta có thể thiết kế được một chiếc nhà BS đẹp không. Tôi thấy cái khoảng cánh rừng này ở bên trong. Hiện tại thì đang là một thế bài cũng rất ổn dành cho game thủ tiễu, khi mà đang có xuất hiện 3 cánh rừng. Bầy hươu đầu tiên là bầy hươu khoảng 4-5 con. Đây là game thủ Minwan. Alo. Vâng, chúng ta quay trở lại với trận thi đấu. Và xin lời chào đến tất cả anh em. Vâng, gửi lời chào đến bạn Ngọc Tuấn. Vâng, gửi lời chào đến Minh Viên, cũng như gửi lời chào đến game thủ. Vâng, vừa rồi bọn có cả bạn người anh em Hải Long BB. Và xin cảm ơn lời khen của chị Mai. Ở ngoài không biết cái lời khen này có phải lời khen thật lòng không. Vâng, nhưng bạn Dương Tư, vâng, nếu như được như ông diễn viên, vâng, và gọi là Shigeo Tokuda. Vâng, nếu như cái phẩm chất mà được như ông Tokuda thì cũng là mắc bêu rồi. Vâng, mặt mũi thì tôi không cần giống, tôi chỉ cần đến cái, vâng, gọi là chỉ cần cái sức thôi. Vâng, nếu như được học được cái võ công của tiền bối Tokuda thì cũng là tươi. Vâng, đấy là cái điều mà thực sự là không chỉ riêng mình, và cũng tất cả anh em cũng đều mong muốn. Và anh em mà bảo là không muốn thì cũng chỉ là nói phét thôi. Và toàn hệ các ông là 2-3 phút đã đi hoặc đã đi chợ về rồi. Rogan, Kalari, Alamar, Rogan,
Và ta quay trở lại với trận thi đấu thôi. Đó là thời điểm em đợi và anh Đỗ Việt Việt Hùng. Đó, trận này thì con giò của các bạn đã đến rồi. Như vậy là giò của game thủ Hàm Nhi. Đó, đánh thế thủ như này chúng ta sẽ là người không bị mất dân. Ok, vâng, sorry anh em. Lại là một phép thử nữa đến từ bình luận viên. Mình giờ cố gắng thử xem anh em không biết có nhớ không. Ở khi mà hiện tại đang thấy khá ít anh em đang chat trên thay comment. Mình cố tình vâng không sửa tỷ số để vào xem liệu rằng anh em nào có tinh mắt và nhanh mắt để có thể vâng biết biết kết quả đang chưa sửa không. Như vậy anh em cũng đang là người rất tinh mắt. Một bài đấu mà đội bạn đang muốn 2v1. Vâng, cả Hehe và cả Gen Z đang muốn lấy timeline của game thủ Hoàng Minh trước khi bên kia phía kia AC. Dường như AC là người đánh khung nhà. Rồi ăn được bãi vàng của game thủ đối bạn. Vâng, đây là vàng của game thủ người cầm màu 4. Rồi Gen Z đang là người vâng bên cạnh bên kia, Gen Z đang là người điều dò quá hay. Và ở phía chiều hướng này, game thủ Gen Z là người để mất bãi vàng. Một tuần thi đấu mà dường như game thủ Gen Z muốn đổi dân của mình lấy dân của Hoàng Minh thì phải. Mặc kệ, tôi cứ mặc kệ bãi vàng, quan trọng là lấy dân của anh Bách thôi. Vừa rồi là 6 dân ăn vàng của game thủ 14 vừa nằm xuống rồi, đây là 2 dân. Rồi trận này bãi quả. Không phải bãi quả do lỗi hay là bãi quả gì, tôi thấy rất gần cánh rừng của game thủ 14 và đây là máy Hoàng Minh Nhi. Rồi sau một tuần thủ nhà của game thủ Hoàng Minh Nhi thì anh đang là một tuần chém hay. Một đường đi lạc đà rất khét đến từ game thủ người cầm y đoàn. Rồi trận vừa rồi, tuần vừa rồi thì Hehe là người cũng mất rất nhiều dân. Tôi đang thấy một cửa thắng rất sáng trong đội Việt Nam trong trận đấu chung kết này. Và cứ duy trì phong độ và anh em cứ liên tục like và liên tục share thì tôi nghĩ sẽ là một chiến thắng trong buổi chiều ngày hôm nay thôi. Rồi như vậy là một con lạc đà chém bãi vàng. Và tôi nhìn con lạc đà, vâng, tôi nhìn con lạc đà chém bãi vàng này tôi lại nhớ trong một kèo đấu solo với bình luận viên Thần Hoa. Và tôi có mỗi một con chém, vâng, một con chém chém một cái e mà ông vâng từ đầu đến cuối không hề hay biết. Và cái tuần đấy một con chém ăn đúng khoảng tầm 12 dân dụng chính. Đó đúng là cái hệ, đúng là cái sới của top N. Và nhiều khi đánh nó rất buồn cười. Và có mỗi đứng một con chém đứng mài e và cũng không hề hay biết. Rồi dân còn chưa, đây là dân Max C. Dân Max C thì không thể tòng tí phóng được rồi. Rồi Tiễu là người đến. Rồi cánh bên này thì Tiễu có lẽ cũng sẽ chơi một thế trận, chơi cho kiểu bỏ nhà. Rồi AC bỏ nhà ăn hoang là thế mạnh. Và chỉ cần đi chăn fit Max C và Hoàng Nhi, anh có tình huống tạt téo cùng cung rờ của game thủ của mình. Và sẽ đây tham Katha thôi. Trận này thì Katha khỏe cũng không thành vấn đề. Rồi 27 và đây là máy của game thủ. Và Min Wan 31. Rồi AC đi ăn tham là 22. Rồi tuần này chúng ta chỉ cần là người đi giữ cung đường và đi quản lại những tên bị dân vâng dỉa dân đội bạn thôi. Rồi Min Wan đang khỏe. Rồi và anh em có thể thấy một tuần giải y, một tuần giải y thủ ruộng đến từ game thủ Hoàng Mai nhỉ. Rồi 6 con y, 6 con y 6 mặt của khoanh ruộng. Rồi tờ này anh có đúng có 7 cái ruộng và mỗi cái ruộng được bảo kê bởi một con y. Như vậy là khoai cho game thủ bên phía Maxi và Katha rồi. Vâng, chắc chắn không bao giờ động được vào cọng tóc của thằng nông dân đứng bên trong. Rất chắc chảy. Oh my God.
Rồi, người đồ bạn đang muốn lấy tham lai Hoàng Minh Nhi. Rồi, bên kia đang rất đông, rất đông lạc đà nha. Đó, trận này Min One và mà chuyển được A thành công thì là một thế trận tươi. Vâng, Tiễu thật là 19. Vâng, nếu như trận thi đấu này Tiễu tích được khoảng tầm 20 con cung rửa thì mắc bêu. Vâng, 20 con cung rửa mà cơ cấu lên tiếp tục mà lên giáp 2 thì điểm này gọi là bá trạo luôn. Trận này 6 đang khá yếu rồi. Trận này He đang mất thêm một 5 dân. Vâng, nghĩ đánh càng về lâu về dài là một thế trận là Min One khỏe thì có vẻ là chơi tươi. Vâng, 19. Đây là máy game thủ Hoàng Mai Nhi. Không, vẫn chưa biết được nào mà lần khi mà hiện tại tham gia anh Bách tụt xuống chỉ là 16 thôi. Vâng, như vậy em Linh. Vâng, các bạn em Linh Trang vừa đi đâu? Vâng, không biết có anh em nào thấy em Linh Trang của tôi không đâu không nhỉ? Rồi, tham lai là 21. Vâng, sẽ cơ cấu lại nhà. Và thời điểm này tôi nghĩ là chuyển xong những con cung hay váy rồi từ giường gỗ của anh Bách, anh sẽ cơ cấu quay ruộng. Vâng, và đây là máy của game thủ AC 17. Lại là một tuần thi đấu bằng game thủ Ken Z. Vâng, có những tình huống mà quản lý bản đồ rất hay. Vâng, liên tục mất hai lần liên tục mất bãi vàng mà game thủ Ken Z là người không hề hay biết. Vâng, nếu những tình huống mà quản lý bản đồ con như này của game thủ Ken Z và tôi cảm giác tôi vào cái sới này thi đấu thì cũng tươi. Vâng, rồi bạn chỉ cần vâng sóc sân cho tôi chém thôi. Đây là 18. Rồi, Hoàng Minh Nhi 12. Sau như vừa rồi vừa có một tuần đấu quân. Vâng, hiện tại thì tham lai 17 dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Và có lẽ cái vấn đề, và cái vấn đề hiện tại của anh đó chính là vàng. Và đây là bài đấu game thủ màu 4, à màu 6. Đang có những đơn vị rất khó chịu đến từ game thủ He. Rồi, trận thi đấu này nếu AC và tham lai hồi lại đi dỉa thì tôi nghĩ là vẫn chơi được. Vâng, với cái tính cơ động của nông dân AC Vian cũng như là những tầm tốc độ bắn. Không, nhưng mà lạc đà của bạn vẫn đang đông. Pap
Và sẽ cần phải một tuần hit and run thật khéo đến từ game thủ tễu. Và tuần này cứ hit and run thỉnh thoảng quay lại thôi, chắc chắn game thủ hề sẽ là người phải kéo nông dân lại đây làm ăn. Do một tuần điều cũng rờ. Và thỉnh thoảng tạt té của game thủ Maxe rồi. Vâng, dân Maxe và nằm thì bạn sẽ rất khó hồi. Và đây là tham lai 19. Đó, 19 đến từ game thủ Hoàng Nhi. Và đây là bầy, à không, đây là bầy hươu này vừa rồi. Có lẽ là mình vừa phi. Ở trận này móng nhà còn nguyên, Hoàng Nhi anh Bách chỉ cần đi ăn vàng, nhà đi ăn được, đồ ăn hoàng là được. Và chỉ cần ăn vàng và đi bú hoàng thôi. Và đứng tụ A dần. Và cho mình hiện tại chúng ta vẫn là người còn dân. Không, đây là máy game thủ tễu, tham lai 14. Ở trận đấu này tham lai các bạn cũng là tham lai liều tiêu thôi. Đó, 23. Tên này lạc đà đông. Tên này lạc đà đang đông, khả năng cao. Số lượng cung gà này tôi nghĩ là hơi khó chơi. Rồi 25. Ở trận này tôi nghĩ vẫn có thể lấy được tham lai. Rồi khi mà tễu, đang tìm thấy cho mình một cái hốc rất đẹp. Một cái hốc bất tử trên hướng 12 giờ dành cho game thủ tễu. Rồi trận này thoải mái thôi. Rồi trận này cái hốc nó quá đẹp dành cho game thủ tễu. Rồi nhưng mà hơi đen, có cái bãi vàng. Ở cái thời điểm này cái bãi vàng nhìn nó hơi vướng mắt. Rồi hai cung R đi quản lại nhà game thủ Ken Z. Thỉnh thoảng đi quản nào. Thỉnh thoảng đi quản lại bãi vàng đi. Ruộng thì chắc chắn là bạn chưa có, nhưng mà vàng thì chắc chắn là bạn phải ăn để có thể sóc chém. Đó, trên là cứ bãi vàng mà chúng ta thả cung R vào. Đó, nhưng mà bạn phát hiện ra. Rồi bạn phát hiện ra cái turn hốc này. Để ta cơ cấu dần gỗ ra, không nó chém nhiều thì mình cũng chém nhiều mình hơi hết gỗ đấy. Cung R có thể đứng bắn chùa. Rồi, đây là Y kẹp A đến từ game thủ Minh Hoan. Rồi, tham là 23 rồi. Ở trận này vừa dừng nhiệt cái map bản đồ này cũng hết đồ ăn hoang rồi thì phải. Giá như bây giờ mà anh Mike có thể tìm thấy cho mình một bãi quả thì thực sự là thơm thịt. Một bãi quả cũng như là cơ cấu thì một bãi vàng. Vâng, hai anh em có thể giật vào cái hốc này. Vâng, làm ăn nó phát triển trở lại thôi. Đây là máy game thủ vâng AC 18. Rồi như vậy là dân. Rồi dân của game thủ con dép tiếp tục nằm xuống. Nếu để ý như bên trong thanh ruộng mình có hai dân làm chung một ruộng trên 12 giờ thì phải. Nếu như mà hai dân chung một ruộng thì có lẽ để thằng nông dân kia đi chặt gỗ thì có vẻ là hữu ích hơn. Lạc đà đứng thủ dân dành cho game thủ M4. Rất ngây thơ. Đánh
Hôm nay vâng, game thủ Ken Z là một người đánh với phong cách rất hồn nhiên và ngây thơ. Vâng, như con nai vàng ngơ ngác. Tham Lai là 22 và Tham Lai 15. Thỉnh thoảng soi thêm thằng Ken Z không biết có nở được Tham Lai không. Vâng, trận này đánh vâng, đánh chậm và phát triển lại, chúng ta vẫn có thể bật được cái Tham Lai này. Khi mà chúng ta là người còn dân và hệ chúng ta là hệ có thể vâng, có thể dễ thi đấu hơn. Đây là hệ cùng thi đấu với hệ chém kiểu giặt. Vâng, giặt nhà lưu tiêu thì có vẻ chúng ta là người lợi thế. Mà cùng chỉ cần tìm được cái hốc và đứng quần bên trong. Rồi, đây là đi với thủ Hoàng Mai Nhi. Người bồ Tiễu sẽ là người à. Rồi, cái hốc cứng này Tiễu sóc một bạch dần luôn cũng được. Rồi, sóc dần cơ cấu làm gọi là gión rén tầm 3 nhà bia và sóc đều thôi. Rồi, quạt lại thằng Max C. Vâng, tôi nghĩ tờ này phải tách quạt ăn hết dần Max C đi. Đấy, tôi vào bãi vàng. Vâng, thỉnh thoảng chỉ cần thả bãi vàng thôi. Thực thì bạn có thể không ăn, nhưng mà chắc chắn vàng phải ăn rồi. Vâng, thực thì bạn có thể đi ăn hoang, còn vàng thì không có được không qua đâu kiếm được cả. Rồi, game thủ mô 4, đồ bạn có tình huống sóc dần tại đây. Đấy, hốc rất kín. Vâng, hốc này cùng rờ vào đây thì khả năng cao là bạn không cửa chạy. Vâng, nếu như mà Tiễu đẩy cung rờ bên trong cũng cần được, cũng tình huống vẩy e để có thể bịt những con y đưa bạn sang cứu. Rồi, như vậy đây cái hốc. Và một cái hốc gọi là không cửa chạy đến từ game thủ người cầm vâng Max C. Rồi, hơi đáng tiếc nếu ta đục, vâng nếu chúng ta đứng được cái khe kia mà chúng ta có tình huống vẩy e thì có vẻ là tươi. Vẩy e chặn đơn vị y, vâng tạm đánh được khốn. Vâng, chưa được đánh. Vâng, chúng ta đi quạt lại nhà mục 4 rồi. Tham Lai thì vẫn chưa biết được nào một lần đâu, hiện tại thì bạn đang ưu hơn. Max C thì vẫn còn dần và game thủ mô 4 thì bạn vẫn còn có nhân vị lạc đà. Vâng, 6 game thủ người cầm Min Hoan. Rồi trận này Tiễu phát triển một cân bản đồ thôi, hiện tại Tham Lai bách đã yếu rồi. Rồi 32 dành cho game thủ Tiễu. Vâng, đánh chậm từ từ và phát triển trở lại thì Tham Lai Tiễu thời điểm vâng sẽ dần dần to nhất bản đồ. Vâng, Tiễu có thả thải đồ thả luôn cung thừa vào bãi vàng game thủ mẫu 6 không? Chắc chắn thời điểm này He nó quay lại ăn vàng rồi. Vâng, chắc chắn He sẽ là người giật là vâng trở lại cái bãi vàng trong hướng khoảng tầm vâng 8:30-9 giờ kém. Đây, đây là khoanh vàng đâu bạn. Rồi, đủ vàng lên cái giáp 4 rồi Tiễu ơi. Như vậy Tiễu quyết định đào vàng cho những thủ Hoàng Hoàng Nhi. Đó, rồi thỉnh thoảng ta quạt lại bên kia còn và bên kia Ken Z Tham Lai to nhưng mà Tham Lai toàn bị lạc đà thôi. Và tôi nghĩ đơn vị lạc đà thì này không hề xoắn. Còn Tiễu cơ cấu lại một những cái đợt vàng của ta sẽ chơi là giáp 4 luôn. Đó, 20 thực nữa, 20 vàng nữa thì game thủ Tiễu sẽ cơ cấu từ một cái giáp 4. Rồi đen rồi xong đen BC. Rồi tôi vừa rồi đen BC có phải tươi không? Vâng, để cùng vâng để nhà A người ta sóc quân. Và sẽ làm một thời thi đấu một quản lại bãi vàng. Và kích giáp 4 chưa Tiễu. Và anh ơi, xin cảm ơn anh Nguyễn Đức Hiếu và đã gửi tặng cho game thủ ta là 10 sao. Vâng, lên giáp 4 xong đứng lại thi đấu luôn. Đứng lại thành cục và đứng lại thi đấu rỉa lạc đà luôn. Trận này lạc đà game thủ 4 là người không quá khỏe đâu. Nervous.
Rồi, nhưng mà hiện tại chúng ta chuyển sang một chút màn hình máy của game thủ người cầm Min One. Rồi, hoàn nhanh thiết kế y gần gần game thủ người cầm AC. Một mắt đấu thì mà gọi là không cửa thua. Đó, không cửa thua cho từ Hà Nam, và tôi khẳng định với anh em luôn. Đằng đây là màn hình máy của game thủ đằng game thủ Tếu với tham lai là 42. Rồi, trận này Kenzet và tham lai vẫn đang đông. Đó, tham lai Ken Z là tham lai khoảng tầm 5 xích. Và tên là cái đứa gì ở luôn, Ken Z trận này với Ikatha. Đó, đây là chém Max C. Và đội bạn có, đội bạn muốn có một tuần thi đấu công ca. Rồi, muốn có thi đấu công ca vào cái hốc này. Rồi, tuần này đứng thoải mái, đứng phải e không. Rồi, đố game thủ cờ vòng 14 hiện ra có dám chơi tình huống này. Đó, hoặc là lên tựa nhà BA của mình cũng được và kết hợp những tình huống phải e. Vâng, 45 đến từ game thủ Tếu đã không lên tách cùng G. Vâng, đi lẻ, cẩn thận bạn đi. Vâng, giật về nhà A để cho Hoàng Nhi anh đứng cản mặt. Vâng, Y anh Bách sẽ đứng cản mặt và cùng đường ta sẽ bắn chùa. Đó, nhờ tờ này. Vâng, một số ta nên vâng đứng chơi theo kiểu đứng vón cục. Vâng, đứng vón cục và đứng tựa nhà A. Vâng, sự vẩy nghe cũng phải tươi hơn. Vâng, tờ này vâng thọc sâu bên trong luôn. Hơi khó chịu với cái bài đấu của bác xe này rồi. Đang để một con cung rờ bắn con dân đấy thôi. Rồi hết dân. Rồi bác xe chính thức hết dân dành cho game thủ He He. Ta được bạn nhá. Cung rờ về thôi. Rồi thêm một chút nhạc cung. Rồi dân vàng bắt giữ con cái quân trong 14. Vâng 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 đang rất căng cò trong trận thi đấu này, trận đấu chung kết của xê đấu thứ hai. Và hiện tại nếu như quay lại rỉa hết ca thì được. Và rỉa hết con ca này thì có vẻ thủ được. Và để sóc sóc tuần dần khai thác thêm gỗ nào. Rồi bạn đang rất đông chém và đông đằng đà. Rồi, như vậy là một tuần vẩy BB kịp thời dành cho game thủ Tếu. Vâng, rất run trong một tuần thi đấu vừa rồi. Hiện tại tham lai 36, và như tại nhà game thủ 14, Tếu cũng đang có tuần cung rờ xuống ván góc máy. Một thế trận mà vẫn là đáng căng. Rồi dân 14 kiểu vẩy e hay. Không, như vậy là đội bạn đang có tụt khủng cái khe. Vâng, Tếu ý dường như cái khe BB không biết có hở không nhỉ? À không,
vừa thấy một tờ thi đấu nông dân đi lag và nhìn hơi ảo diệu, có lẽ là nhìn nhầm. Đâu xây A thôi. Không, nhiều bạn đang muốn chơi theo phím cầu T. Rồi, vậy ấy hay. Vâng, cố thủ tờ thi đấu này nào. Đây là một trận đấu quan trọng. Không, như vậy cái khe kia vẫn hở. Vâng, vậy thêm e. Không này cũng được, không phải chủ động đen hết nhà chính, có thể là bằng chim én nhá. Đen hết bằng chim én, cẩn thận cơ thể các bạn. Vâng, nên đứng cung R gần đấy, và nếu như bạn vẩy E thì cung R nó auto bắn. Vâng, té té té. Rồi, người ta cần giữ dân. Vâng, bách để ý chỗ nhà dân nhà Y mình nhá. Rất đáng tiếc trong trận đấu chung kết của xe đấu thứ hai này,